rất là buồn, chia tay người cầm lái vĩ đại của Tổ quốc. Từ khi Bác Hồ, kính yêu của dân tộc chúng ta ra đi đó, đến hôm nay thì rất nhiều lãnh tụ của nước ta đã qua đời, nhưng dù không hiểu làm sao mà đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của đảng ra đi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đảng viên 56 tuổi đảng,